Alo anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại con đường trò chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục những đường cầu tài xỉu rồng xanh. Ở căn này thì mình bắt đầu với số vốn là 28 củ anh em ạ. 28 củ thì mình sẽ chơi và cho ca như thế nào anh em hãy cùng theo dõi nhé. Đợi bỏ qua cái tay này đi, nếu tay này vào thì khả năng là mình sẽ bắt tài. Nếu vào sẽ bắt tài. Úi giời. Nếu mà bắt tài thì hút luôn anh em nếu vào sẽ bắt tài. Đi tiếp một tay theo cái xu hướng cầu 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 1-1 anh em nhé. Nói chung là bộ môn này thì chúng ta cứ theo cầu chuẩn mà phang thôi. Bí kíp soi cầu tài xỉu online Man Club, phương pháp chiến thắng hiệu quả. Hello anh em. Khi đã chọn được những chiếc cầu tài xỉu ngon lành nhất, việc quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết để áp dụng phương pháp soi cầu tài xỉu online Man Club là cực kỳ quan trọng. Dưới đây, mình sẽ chia sẻ một số loại cầu tài xỉu mà anh em cần biết để tăng tỷ lệ thắng cược. Soi cầu tài xỉu online Man Club cầu 321. Đầu tiên, cầu 321 thật sự là một bí ẩn thú vị. Trong 5 ván cá cược, nếu 3 ván là tài và 2 ván là xỉu, thì ván tiếp theo khả năng cao sẽ là tài. Ngược lại, nếu 3 ván là xỉu và 2 ván là tài, thì ván cuối khả năng lớn sẽ là xỉu. Điều này đòi hỏi anh em phải để ý kỹ lưỡng và tính toán cẩn thận. Cầu tài xỉu trực tuyến 123 huyền thoại. Tiếp theo, cầu tài xỉu 123 cũng không kém phần hấp dẫn. Dựa trên 5 ván cược để xác định kết quả, nếu có một ván xỉu theo sau là 2 ván tài, thường thì 3 ván tiếp theo sẽ là xỉu. Ngược lại, nếu bắt đầu với một ván tài rồi 2 ván xỉu, thường sẽ có 3 ván tài trong 3 ván tiếp theo. Đây là một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả. Cầu tài xỉu online Man Club bet. Một phương pháp khác là cầu bet, khi luôn đặt cược theo chu kỳ tài hoặc xỉu cố định. Anh em có thể áp dụng chiến thuật Fibonacci với dãy số 112358 cho mỗi lần thắng. Nếu không may thua, hãy trở về mức cược ban đầu ngay. Khi thấy có 3 hoặc 4 ván liên tiếp chỉ về một bên, tài hoặc xỉu, đây là thời điểm vàng để dùng chiến thuật cầu tài xỉu bet. Bắt đầu bằng cách đặt cược mạnh ở những ván đầu, rồi giảm dần và giữ cược ổn định cho những ván giữa. Cuối cùng, áp dụng chiến thuật gấp thép cho ván cuối để tối đa hóa số tiền thắng. Một số cầu tài xỉu Man Club khác cần lưu tâm. Không chỉ dừng lại ở những cầu tài xỉu quen thuộc trên, anh em còn có thể thử vận may với nhiều loại cầu khác. Cầu truyền, tài xỉu tài kéo dài khoảng 8 đến 10 nhịp. Cầu 4 nhịp, tài xỉu tài tài hoặc xỉu tài xỉu xỉu. Nếu cầu lặp lại 2 lần thì đặt cược vào nhịp thứ 3 và chốt hạ ở nhịp cuối. Là hoàng ngay và thêm là hoàng chó ngay. Chính vì vậy mà mình sẽ lựa chọn chạy đường cầu 212. Xem nào, điểm xí ngầu là 10, 9 cộng 1, 9 cộng 5 đều chẵn, mình thấy trừ đây chẵn tài. Ôi hợp lý rồi anh em ơi. Hợp lý rồi, hợp lý rồi. Vào căng luôn tài này nhá. Hợp lý thì vào căng luôn, không có gì phải lăn tăn cả. Hợp lý cái phăng căng luôn. Lý thì cứ phăng căng thôi, mình chạy theo công thức điểm xí ngầu mà anh em. Nên là cứ hợp lý là ta phăng, đúng không? Để xem là tay này rực rỡ mà không, không phải xem. Tay này mình tự tin luôn anh em nhé. Nói thế cho nên là vuông. Cái này tự tin là húp tài luôn. 21. Ok. Sao? Cần gì phải nặn, không phải nặn thêm một con nữa làm gì, không phải nặn. Ok chưa? Được rỡ chưa? 84 này. Làm tiếp mà, một tay tài nữa này, đúng như mình phân tích. Đúng như mình phân tích, vào 4 5 củ luôn đi cho nó chất. 5 củ luôn cho nó chất chơi. Tất cả anh em nào đang cùng đam mê bộ môn này mà đang chơi game khác,
anh em có thể thử tham khảo. Còn thì đường cho chơi anh em nhé, đường link mình để dưới phần bình luận video, anh em ưng ý thì mình chiến, không ưng ý thì bỏ qua, không có đây gì cả. Ok. Cách nhảy cầu hoặc bẻ cầu tài xỉu online man club. Nhảy cầu hay bẻ cầu không đơn giản, cần kinh nghiệm và sự dũng cảm. Thông thường, người chơi sẽ chọn cầu và chơi tới khi thắng. Đối với tân binh, nên thử sức với chiến thuật này. Bẻ cầu có thể rủi ro nhưng đôi khi lại là bí quyết lội ngược dòng. Chỉ cần chơi khoảng 3 đến 5 ván là có thể dừng lại, sau đó chọn cầu mới để thử vận mới. Bí thuật soi cầu tài xỉu online man club của chuyên gia. Sau khi chọn được cầu tài xỉu ưa thích, bước tiếp theo là phải hiểu rõ cách đọc vị các cầu kèo để tìm ra phương pháp soi cầu chính xác nhất. Cầu lập, dựa trên lặp lại của kết quả. Chọn cử một một mà không do dự, phù hợp với người mới chơi. Đánh ngược thiên hạ, không đi theo số đông có thể giúp thắng nhà cái. Đặt 2-3 cược theo xu hướng chung để xem kết quả, nếu không may thì nên dừng lại. Bắt mạch cầu đảo 1-1, kết quả các ván tài xỉu sẽ luân phiên thay đổi. Đặt cược lớn trong những ván đầu, duy trì ổn định và tăng cược mạnh ở ván cuối. Mua bảo hiểm lót tay cửa hòa, đặt cược vào cửa hòa, nhưng không phải cách tốt nhất cho những người chơi kỳ cựu vì cửa hòa rất hiếm xảy ra. Chỉ nên đặt cược nhẹ hoặc tránh hoàn toàn. Phương pháp nuôi tụ đỉnh cao. Nuôi tụ tức là tập trung vào một lựa chọn trong thời gian dài. Theo dõi kỹ lịch sử các trận gần đây và xác định cửa nào thường xuyên thắng để đầu tư lâu dài. Phát hiện cầu nghiêng thần thánh. Cầu nghiêng là một yếu tố quan trọng cần quan tâm. Nếu thấy kết quả liên tục là xỉu hoặc tài theo một chuỗi dài, đừng vội kết luận. Hãy phân tích kỹ càng để đưa ra quyết định chính xác nhất. Những phương pháp chơi cờ bạc luôn thắng tại Man Club, chơi tài xỉu Man Club hay bất kỳ trò cờ bạc nào khác luôn ẩn chứa những rủi ro không nhỏ về việc đốt túi. Không có cách nào có thể đảm bảo anh em thắng suốt, nhưng mình có thể chia sẻ một vài bí kíp về cách quản lý chi tiêu và giữ tinh thần ổn định khi tham gia những trò chơi may rủi này. Quản làm một tay tài ba lốp nữa. Một tay tài nữa, vốn mình đề 28 bây giờ lên 36 dương 8 củ rồi. Chiến nốt tay này nghỉ thôi. Đó. Chiến nốt tay này nghỉ thôi anh em ơi. Chiến nốt tay này nghỉ thôi. Nốt tay này là ta nghỉ. Nghỉ à thôi, không tham không cố anh em nhá. Càng ham càng cố càng chết. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả tại này. Rồi, tay không thành công nhưng không sao, ca này vẫn cứ là ok rực rỡ. Đấy, vốn ban đầu 28 lên 36, dương 8 củ. Cơm gạo như vậy là ok rồi. Anh em xem cảm thấy hay, nhớ đừng tiếp mình một like và đăng ký kênh chia sẻ anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.